Do nhiều anh em hỏi lưới rắn và mắt 3 phân, mắt rắn nhỏ nhiều quá, cho nên hôm nay thì bên em có làm lưới nhá. Bên em làm lưới 3 phân. Đây 3 phân. Siêu nhỏ luôn. Tầm ngón tay út này. Đấy. Một ngón tay nha. Cái này thì bầy rắn nhỏ thôi, từ tầm khoảng 2 lạng. 2 lạng gì đấy. Bên em thì có làm hai màu, màu đen này, đây là màu đen, đấy, màu đen nhé, và màu xanh rêu cỏ khô. Chiều cao thì làm 50 cm, chất liệu lưới là lưới dù, dù Thái, đi viền dù, chống xô, chống đẩy nha. Có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0359 665 134 nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha.